Cái chợ có hồi nào và bao nhiêu tuổi mà ai ai cũng bảo rằng chợ mới quê hương ở nơi đó tôi có một người thương. Cứ chiều chiều nàng ra bờ sông giặt áo, xa bờ sông dưới hẹn lửa đôi, mang áo phơi cho anh nhìn. Mà tình em mong người ơi, sao nước trôi xuôi dòng sông. Sông anh hẹn với em, mai mốt anh đem cao trầu nhờ người sẽ duyên tình ta. Em chớ nên u buồn, anh đã thưa cùng mẹ cha. Duyên chúng ta muôn đời như nước trên dòng đầy. Chúng tôi yêu nhau đã 6 năm rồi mà chưa thành chồng thành vợ. Cha thì gật đầu, còn mẹ quay lưng, rồi mẹ bảo. Mẹ bảo? Mà mẹ bảo sao vậy anh? Mẹ bảo cái thằng Tuấn Dương á, cái tánh nó cọc cằn, sợ sau này con Huệ về bị nó ăn hiếp, nên bà cứ dùng dằn chưa chịu cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa châu trần. Dữ ác ngôn à. Làng xóm bàn tới bàn lui, anh buồn thiệt là buồn. Từ cái bữa nhà anh qua giam hồi, thấy mẹ lắc đầu em cũng thôi giặt áo ở bờ sông. Hôm đó có lệnh tổng quân. Mà sao anh không cho em biết? Anh chỉ sợ cái lắc đầu và một tiếng không, rồi mình ngó mong nói chuyện lòng vòng chỉ gây buồn cho người. Hôm sau em mới hay tin anh đi bộ đội, em vội chạy xuống Long Xuyên rồi lên Châu Đốc. Tội nghiệp quá. Nhìn những chỗ tuyển quân xa, pháo hồng còn rải ra, mà bóng người thương chẳng biết đâu tìm. Những bữa nhớ anh, em giả đò đi chợ, ghé nhà thăm bác nói á, thơ nào anh cũng nhắc tới em. Bây giờ có chồng ở đâu chưa? Đọc thơ anh em mừng muôn khóc, và không biết chừng nào mình mới được gần nhau. Bên sông xưa lững lờ con nước lớn, đòi anh về sẽ giặt áo ở sông mơ. Nhớ đợi anh về nha em. Anh
vẫn nhớ em dù đôi mình chưa hẹn. Anh sửa cái tánh độc cằn để mẹ quý em yêu. Đêm qua bà Cần Thơ anh nhìn theo con nước lớn, có dòng nước nào về chợ mới để dòng sông mang nước đi nơi nào, có về quê anh nhắn thăm đôi điều rằng em nhớ thương anh nhiều. Trong đời xa dường như anh dòng sông chờ mới anh đi thương như hoài, dù chưa hẹn trổ ca. Rồi gặp anh hai, anh bảo. Anh hai bảo sao với em? Bảo anh bây giờ đã là thượng sĩ, nết hiền lành được đồng đội thương dân quý. Nghe nói chưa tròn câu chiếc ngoái trầu trên tay mẹ ngừng lại. Rồi sao nữa em? Nhìn vào đôi mắt em mẹ sung mơ sướng vui nhờ đi bộ đội đó mà anh nay đã nên người. Nếu anh chưa có nơi nào gá nghĩa, chờ anh về mẹ sẽ làm đám cưới cho anh đó. Thiệt hả em? Em vội chạy ra sau hai tay ôm mặt khóc, nước mắt thương chờ cứ chạy mãi giữa lòng xót. Chờ mới đón anh đón người rể mới, còn buồn không anh sao chẳng thấy anh về. Trời ơi, nghe mẹ nói gì anh mừng quá đây em ơi. Mẹ nói vậy đó, anh tính sao? Thì em biết sao mà anh chưa về không? Sao vậy? Buồn nhưng anh đâu dám giận, bởi cha mẹ nào cũng vì hạnh phúc của con. Lỡ một lần xe duyên không phải bên là trọn đời chỉ chuốc khổ mà thôi. Anh chưa gì vì quê hương còn bóng giặc, chứ nhớ em nhiều như chờ mới. Xưa em giặt áo buổi trưa hè, Tết này em sẽ ra thăm anh ngoài đó. Mẹ đã bằng lòng rồi, em chẳng còn sợ mất anh. Hơn 50 năm chờ mình vẫn là chờ mới, chỉ 6 năm chờ có lâu đó không ơi. 6 năm mà lâu vậy em? Quá lâu luôn chứ. Quá lâu luôn đó. Dạ, xin được cảm ơn quý vị.